Mình chào chị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hôm nay Hiền đi với nhóm cưa của ba của Hiền tới xã An Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để cưa hai cây chạm vàng. Hai cây chạm vàng này thì ba của Hiền chắc nguyên gốc, tại vì ba Hiền đã 15 tuổi không có nhắc nữa. 15 tuổi biết nhớ mới trời trời. Chưa ba gốc cây bạc đàn cái gì? Ủa ba đang làm gì ba? Tại vì ba cây bạc đàn nó nghiêng về vùng của chủ khác, mà ở dưới đó là xài đang mang trái, cho nên bây giờ nó mà nghiêng ngược nó mình thấy nhờ ba Lan mình kích về đây, kích vô đây về, cho nó ngã về đây. Đây cái trụ điện cao thế này cái gì? Đây ngay trụ điện cao thế như vậy. Người đang làm nó kéo ba Lan nên gạt gạt đó. Dạ chú đường đang kéo ba Lan. Cái này thì mới câu điện một bên mà chưa xong nữa. Một bên đó. Dự kiến này cuối tháng này là đóng điện mà không biết ha. Có tranh thủ kịp không nữa. Người ta làm bánh điên luôn mà. Cái đường điện này thì từ hậu dân qua tới Long An. Cái con bù gông đó hả? Có con ốc đó hả? 5kg không chứ đừng? Ốc đó đây. Hồi tao cũ ông nằm tao ổng mua hai bịch đi chặn ốc bán. Trời ơi ơi bậy à. Nó lụm chú thiệt à. Đó là chưa lâu lâu ra lâu ra thiệt luôn á. Nội tao dặn không nổi luôn nè. Đặt trái đâu hết trơn rồi. Cái miếng miếng thép đi dưới này nó bự chứ cơ một chút. Cộng trên là cộng thu lôi, cộng thu lôi với cộng gì anh Chiên? Cộng ở cấp quan. Trên thu lôi với cộng cấp quan. Là nó trên cùng trên đó, hai bên bìa. Cộng cấp quan với cộng thu lôi đó, rồi chống chống xét. Ông ngậu mày. Cái đường gỡ ốc bán. Đường gì vụ. Đường gỡ ốc ra. Không có đường ra. Ở tụ bao nhiêu năm anh đó? 300 năm không? Đâu có đời của tao có bao nhiêu mà nó tính tao nhiêu à. Dạy. Giống là tao sống được bao nhiêu lâu rồi. Cho con hỏi bác năm nay được mấy mươi bác năm? Thì 66 tuổi thì giờ tính cây nữa giờ. 66 tuổi? Ừ, thêm tao mười mấy năm nữa rồi đi luôn. 14 năm nữa chẳng là 80 thì luôn rồi. Bởi vậy? Bởi vậy? Em có trung tặng dữ vậy? Bởi em múc hỏi với cái chữ nhỏ. Hỏi mấy gũ một chủ nhà. Chủ nhà không nhổ cọc hay gì vậy? Kích ba Lan nhổ cọc. Chứ giờ chứ chú với ông này già cả rồi làm mày nói tao gỡ mày ốc tao kiếm tiền bậy nè. Cái là tao kẹp. Cái là tao kẹp mày nghe không? Tụi tao tới nó tao sống không có nhiều lâu nữa. Là tao ở lúc kẹp á. Tụi 66 à, thêm 14 năm nữa, 80 đi luôn rồi, chữ 14 năm nữa. Cái cây đó, cái cây này khỏi. Cây nào cũng kích vậy. Một con cây khỏi kích, cây đó khỏi kích. Cây nhỏ hả? Cây nhỏ như vậy. Lấy cây chổi quăng đi được. Cột dây thôi. Cột dây kéo được rồi. Tụi đang đi gọi đi cốc. Đây nè Tùng ơi, đây nè. Cái cây bên đây thì không có kích ba Lan nha. Có cây bên kia, nhãn bên kia. Cây này thì nó xuôi chiều về. Cái cây này kéo tay luôn.
Cuối cùng dây bự đi lên năm. Chưa dây bự chưa hết lô qua đây rồi. Ngồi đó đẹp. Biết được không? Cắt xong cái này đi, hồi giấy chỗ chứ được. Rồi. Cuối dây bự đi năm. Tạt qua đó chút đi năm. Cút lộn cậu rồi. Đi qua nó được. Dọn đi qua nó đó. Cậu qua nó đi qua. Qua. Không? Đi qua. Kéo. Năm thì thử trời đó. Này bắt năm của hẹn. Tới già luôn. Dạ chú đừng có hiền cũng cắt tỉa nhánh lại đâu gọn cho cửa nhà dễ gom à. Rồi chú làm dấu đó còn con cái nữa. Dấu gạch đi gạch trọn cảnh nghe giờ chú đó. Dấu kìa.
ai nhờ báo. Quay phim rồi. Kéo cái con cáp lên. Khó chảnh luôn. Dạ. Cũng không chết. Đánh luôn. Được. Bà rút hết vậy lên đi, sỏi vô cái vòng này nè, hồi xuống dây dặn sao? Con dưới này lên đồng em nhé, như bự. Rút cái vòng dây nó lại, chứ đừng rút cáp lại, sỏi vô đầu đó đó. Rồi xuống đây cho... xả ba lan ngay chút xíu nữa nó còn hơn 2 tấc dây. Bỏ cái điều hóa xuống chứ được. Di động mà chọc vô cái công tháo chầu chết luôn, mình sai mãi mãi. Tại vì có khi mình dây như cái mình mối ra đây đứa nhìn đẹp trai không kìa, tại vì cái này di động chứ nó phải không, nó không phải một thứ cái là nó lại cái không được nhau lên đồi rồi. Mỗi lần mất công gì xiết này. Dài tạm thôi chứ không. Vậy là cộng cái bự này không có sử dụng luôn nè. Ừ. Dễ dẹp cái bự luôn đi. Chứ đồ vãi rồi. Đây nó đủ nè, cần gì hay. Đây đó xài chứ nó giãn, giãn với lắm giãn nó không có thật bằng cái gì. Không giống cái thợ mấy ông đi chỉnh với cái điện này, cái thép này. Muốn đợi được cái nắm không chủ nghĩa không làm lại bóp nghĩa tay ba con vịt lấy động lên anh lấy kiếm cái gì nó đi vô vô đâu đây nè đây nè đây nè đây nè đây nè lấy cái đang ngóc ra luôn phải không. Ừ. Cái này phải dùng 2 con sao nó tột như thế nhỉ. Còn có thể nó tụt nặng quá nó tụt cắn ở đây là trên đại đi rồi nó chậm mè gì nó dễ đó
con ấy mà. Ông gì á, ông gì quá trời kìa. Nước nước đi. Ông ơi. Nước này nha. Không. Cái này lỗi tới già luôn. Cái vần đã đã mấy cây bị mối ăn hết trơn, bên này không có. Bông chạm hả? Sành sủi ghê. Này một cây mà hai tụt, một cây một tụt nó gieo ở cái vườn xoài này. Xoài thì đang mang trái với bông. Tốt lên chút nữa bà. Ngay đó dưới nửa cây rồi. Chắc là ba có đồng sẽ dùng xe di lỡ cho em đánh gieo cái vườn xoài trước đó. Còn cái thân này thì để kéo xa. Nói vô đâu đây?
bên đây nha, đầu dây bên đây, bên đây. Cái trên cái nặng chắn hai đó. Còn kéo vô ba lan đi, tôi tới cho cáp đi. Còn ở đây. Mm-hmm.
Tôi không gạch nè. Chưa được ơi. Vậy lỡ là ba cái đồng giữ lại đừng cho nó ngã qua đây á. Nó ngã xuôi vô trong kia. Vô cái trụ điện á. Miết đi cho đường, miết đi cho đường. Miết đi, miết miết đi. Sợi dây dựng sập xuống rồi. Dựng nó nhảy góc ra luôn. Bị bỏng góc coi. Thừ góc ổn quá. Cây chậm vàng này xong giờ chú Đường đang nhắm ra để dọn dẹp cho chú nhà, bác chú nhà lại dọn dẹp. Video cũng khá dài, hiện xin kết thúc clip tại đây. Hẹn quý vị lại những clip gần đây nhất. Xin chào và tạm biệt.